Hoàng Trọng Thuyền và Đinh Quang anh Thái trân trọng kính chào khán giả của Leader Sun TV. Thưa quý vị, trong mục 20 phút tin nổi bật ngày hôm nay với Hoàng Trọng Thụy, chúng tôi sẽ nêu ra hai chủ đề. Thứ nhất là Tổng thống Joe Biden đã gặp Tập Cận Bình lãnh đạo của Trung Quốc tại hội nghị G20 ở Bali, Indonesia. Vấn đề thứ hai là Đảng Dân Chủ đã chiếm được đa số tại Thượng viện. Chào anh Hoàng Trọng Thụy. Gửi lời chào anh Đinh Quang anh Thái. Thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm nay thì tờ Washington Post là tờ báo đầu tiên đã nêu ra một vài chi tiết liên quan đến cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20. Một cách tóm tắt thì Tổng thống Joe Biden tuyên bố là sân không có chiến tranh lạnh. Cái điều thứ hai, ông nói rằng đôi bên sẽ làm việc với nhau trong nhiều hồ sơ, trong đó có vấn đề khí hậu toàn cầu, vấn đề kinh tế và những mối đe dọa liên quan đến vấn đề quân sự cũng như là cái quan hệ giữa đôi bên sau cái thời chiến tranh lạnh. Tổng thống Joe Biden nói rằng ông hoàn toàn được thuyết phục là Tập Cận Bình hiểu những điều gì ông nói và ngoài ra ông hiểu những điều gì Tập Cận Bình nói. Cái điều này, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh rằng ông không tin là Trung Quốc sẽ có một cuộc tấn công vào Đài Loan uh, trong một cái thời gian trước mắt. Anh uh, thì bình luận ra sao về cái uh, lời uh, của Tổng thống Joe Biden? À, chúng tôi nhìn vào về mặt uh, kinh tế uh, mậu dịch nhiều hơn uh, bởi vì uh, các nhà phân tích họ nói rằng liệu rằng trong thời gian sắp tới cái chính sách về mậu dịch giữa hoa kỳ với trung quốc sẽ như thế nào bởi vì đây cũng là một cái vấn đề chủ chốt à, tập cận bình muốn gặp ông biden và ông biden muốn gặp cận bình diễn ra vào thời điểm sau hậu covid mà nền kinh tế của trung quốc hiện nay được xem là suy thoái bởi về tăng trưởng rất thấp à, họ đề cập đến um, cái vấn đề khi mà ông biden vào tòa bạch ốc á, chúng ta tưởng đa số điều lúc mà ra tranh cử thì nói ô Biden là ủng hộ Trung Quốc khi mà Biden vào tòa ốc là sẽ bắt tay ngay với Trung Quốc. Ai nói cái đâu, biết Thưa anh, rất nhiều các dư luận họ đều tập trung về vấn đề đó và chúng ta cũng nghe thấy những cái thuyết mà đưa ra nói rằng ô đảng dân chủ thì bao giờ cũng dễ dàng bắt tay với phía trung cộng nhiều hơn. À, chúng ta còn nhớ năm 2018 khi ông Trump lên và ông nhìn thấy cái mậu dịch của Hoa Kỳ bị thâm hụt quá nhiều đó, ông đổ lỗi cho Trung Quốc và vì thế đã tăng cái mức thuế đánh vào 50 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Trung Quốc. Người ta nghĩ rằng ông Biden khi vào sẽ bỏ, hủy bỏ hoặc sẽ giảm cái số đó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên đó, ông Biden ông vào, không có thay đổi bất cứ chính sách gì từ ông Trump. Thậm chí mới đây vào tháng 10 đó, ông còn đánh vào về mặt công nghệ của Trung Quốc nữa và gây ảnh hưởng rất nặng. Chưa hết là ông Biden lại tập trung với vấn đề đầu tư ngược lại cái con bán dẫn Semiconductor vào phía Hoa Kỳ. Điều này ngăn chặn Trung Quốc có thể dựa vào những cái kỹ thuật tối tân của Hoa Kỳ. À, chưa kể đó là trong thời ông Biden, ông lại tố cáo Trung Quốc là ăn cắp đủ hết vấn đề về công nghệ rồi kể cả về mặt quân sự nữa. Vấn đề chính hiện nay là sau cái hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali này, liệu rằng cái mối quan hệ này có được? giải tỏa phần nào hay không? Chúng ta cũng cần phải nhắc lại là cái uh, một số suy nghĩ cho rằng đảng dân chủ mềm yếu uh, trong chính sách đối ngoại, đặc biệt với Trung Quốc uh, ừ. thì có lẽ là cần nhìn, nhìn lại cái giai đoạn lịch sử mà Tổng thống Barack Obama lãnh đạo tập bạch ốp, cái chữ pivot là pivot đấy là chính sách chuyển trục ừ. bắt đầu có từ thời Tổng thống Barack Obama. Sau khi giải quyết xong chiến trường Afghanistan, chiến trường Iraq, thì Tổng thống Barack Obama chuyển trục. Chúng ta nhớ là cái bài diễn văn mà ông đọc ngay tại uh, bên Úc, là cái căn cứ Darwin ấy. Ông nói rất rõ là truyền thủ lục chiến về bên đó. Và lúc đó cái đệ lục hạm đội có trách nhiệm trong cái khu vực Afghanistan, uh, Iraq và 27 quốc gia vùng, vùng sừng phía châu đó. Để thất hạm đội đã chuyển một phần lớn về phía Á Châu Thái Bình Dương. Và Tổng thống Barack Obama nói rất rõ, đó là pivot, là chuyển trục. Lúc đó Trung Quốc giận bực ghê lắm. Thì khi mà Tổng thống Donald Trump lên, ông có cách nói của ông chứng tỏ là rất là mạnh mẽ với Trung Quốc. Nhưng mà về mặt hành động đó, bằng chứng sau này, ông Joe Biden cứ lặng lặng từng bước một, ông cho Trung Quốc thấy rằng Hoa Kỳ sẽ không để chấp nhận một cái tình trạng bất ổn định trong khu vực. Thì trong cái hội nghị sáng nay, trong cuộc họp báo sau khi hai người gặp nhau, Tổng thống Joe Biden nói như thế này. À, ông tin là tập cận bình vừa mới củng cố quyền lợi ở bên trung quốc nhưng mà à, quyền lực chứ Tôi xin lỗi thì ông tin rằng cả hai bên phải sẽ tiếp tục đóng cái vai trò trước với những thách thức của toàn cầu từ biến đổi khí hậu đến mất an ninh lương thực và có thể hợp tác được với, với nhau ông nói rằng ông tập cận bình vẫn thể hiện Uh, một cái cách thẳng thắn uh, khi mà thảo luận, thì tập Quyền Bình nói rằng uh, Trung Quốc và Hoa Kỳ quan hệ hiện nay đang đối mặt với tình trạng không có lợi cho hai nước, yeah. không có lợi cho dân tộc hai nước, mm. hoặc không vì lợi ích của cộng đồng quốc tế. Với tư cách là những nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ, chúng tôi uh, sẽ chèo lái cái mối quan hệ song phương đi đúng hướng. Dĩ nhiên đó là ngôn ngữ ngoại giao thôi. Nhưng mà anh Thụy, uh, tôi muốn hỏi anh cái câu này. Yeah. Khi Tổng thống Joe Biden nói rằng ông không tin là Trung Quốc sẽ tung ra một cuộc tấn công Đài Loan ngay trước mắt. Thì câu đó hiện hiện nên hiểu như thế nào? Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ không đánh Đài Loan. À, sau 2 năm tới, tức là sau cái nếu mà ông không được ở tại Tòa Bạch Ốc nữa hoặc là cái thay đổi quyền lực ở Tòa Bạch Ốc thì cái chuyện đó tính sau. Nhưng mà trước mắt em cái chuyện mà ngay bây giờ đó... À, không cần giải thích mà cũng yeah. hiểu là vấn đề mà hai Nên bên là về mặt lâu dài có thể phải không lâu dài không biết được nhưng mà trước mắt trong vòng từ nay đến hai năm tới tôi nghĩ rằng bên phía trung quốc không có gì lý do à, lý do như thế này nữa đó là bà janet yellen bộ trưởng tài chính của hoa kỳ đã có mặt và bà trả lời với báo chí như thế này bà nói rằng mục tiêu của cuộc gặp gỡ lần này đó là chỉ nhằm để ổn định những cái mối hiềm khích có với nhau từ 2018 tới giờ. ổn định thôi, stabilize, làm cho nó đừng có gia tăng hơn nữa. Mà nếu điều đó bên phía Trung Quốc muốn làm thì không thể nào họ đánh Đài Loan được lúc này. Với lại là cái yếu tố mà Vladimir Putin đang thua trọng gọng tại mặt yeah. trận Ukraine đó, chắc là Tập Cận Bình cũng phải nhìn cái bài học đó. Yeah. 2014 thế giới có vẻ nhẹ nhàng đối với Putin khi Putin sắp nhập vùng Crimea của Ukraine. Bây giờ thế giới rất là gay gắt và viện ừ. trợ tối đa và chính thủ tướng Đức vừa mới đến Hà Nội xong nói với phạm minh chính rằng Việt Nam không nên có cái thái độ gọi là bên này với bên kia và phải dứt khoát trong lập trường của Ukraine. Thủ tướng Hun Sen còn mạnh bạo hơn nữa. À. Thủ tướng Hun Sen kêu gọi thế giới là phải ủng hộ Ukraine, oh. chứng tỏ là Á Châu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bây giờ Hun Sen thì xưa giờ hay đi theo Trung Quốc lắm, đúng, và đúng bây vậy. giờ nói mạnh miệng như vậy, thì Tập cận bình phải hiểu rằng nếu mà đụng tới Đài Loan đó, ừ. thì Tập cận bình phải nhớ tới câu nói của ông Thủ tướng Shinzo Abe lúc cũng còn sống, yeah. ông bảo là đánh Đài Loan tức là đánh thẳng vào quyền lợi của Nhật Bản, mà Nhật Bản là là đồng minh chiến lược của nước Mỹ có nghĩa là đụng tới Nhật Bản là đụng tới nước Mỹ ừ. thành từ cái ván cờ quốc tế này là cái cách nói của tổng thống Joe Biden ông hàm ý rằng ít nhất là trong nhiệm kỳ 2 năm sắp tới của ông nhân thị nói và có thể thêm một nhiệm kỳ nữa yeah. ở Trung Quốc chưa có giám đốc binh đâu, còn sau đó thì mình không biết. ngoài right. những cái vấn đề Đài Loan và những vấn đề khác nữa, vấn đề Bắc Hàn cũng hai bên thảo luận với nhau lần này, bởi vì mối quan tâm lớn nhất hiện nay là cái việc mà trước đó Bắc Hàn cứ tiếp liên tục đánh và thậm chí Nam Hàn cũng vớt được những cái đầu đạn hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn nguyên tử đó, thì vấn đề này cũng được thảo luận. À, lẽ đương nhiên ông Biden sẽ nhắn nhủ với ông Tập là anh nên mà để ý tới đàn em của nhiều hơn để tránh gây ra những vấn đề lớn hiện nay bởi vì Nam Hàn Nhật Bản rất quan tâm chưa kể đó là Nam Hàn Nhật Bản cũng có mối quan hệ mậu dịch chặt chẽ với Trung Quốc nữa thì đó là những cái vấn đề đúng theo bởi lời của bà Janet Yellen Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ nói nhằm mục tiêu là ổn định cái mối quan hệ không có được tốt đẹp trong thời gian qua giữa tập cận bình với lại bên phía Hoa Kỳ Uh, phải nhắc lại là kim jong un cũng cứng đầu với tập cận bình lắm yeah. chứ không phải là nghe lời đơn tập giản cận là bình ông cái bình nói là nghe và nguyễn Phú trọng nghe lời tập cận ừ. bình đâu yeah. kim jong un cứng đầu lắm đấy Thành ra chúng ta chưa biết cái hồ sơ mà tham vọng về hạt nhân của bắc hàn hoa kỳ và các đồng minh trong khu vực á châu thái bình dương sẽ giải quyết như thế nào uh, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại